Hàn Quốc ghi nhận 2 ca đầu tiên nghi mắc đậu mùa khỉ. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, hai trường hợp này được phát hiện hôm 21 tháng 6. Nhân viên y tế đang tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán. Ngày 22 tháng 6, Hàn Quốc đã ghi nhận 2 ca đầu tiên nghi mắc đậu mùa khỉ. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, hai trường hợp này được phát hiện hôm 21 tháng 6. Nhân viên y tế đang tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán danh tính của hai bệnh nhân này được dự kiến. Một trong hai người này đã được đưa vào trung tâm y tế ở Incheon, phía Tây Seoul vào lúc 21 giờ 40 ngày 21 tháng 6. Người này được cho là có các triệu chứng tiềm ẩn của bệnh truyền nhiễm khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Incheon. Một quan chức bệnh viện nói người đó bị cách ly như một trường hợp nghi ngờ và sẽ trải qua một cuộc xét nghiệm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.